Câu hỏi số 4 của Hoàng Giang. Chào cô Yến ạ, cô có thể trả lời giúp con ba câu hỏi này được không? Có người nói về tuần lễ vàng, Bác Hồ đã hối lộ cho hai ông tướng của Tưởng Giới Thạch 1.000 lượng vàng để họ rút quân. Và bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ là do ông tướng Pháp Patti cố vấn cho bác, còn nói bác Đạo Văn. Họ còn nói ngài Fidel của Cuba buôn ma túy, có phải không ạ? Con mong cô trả lời giúp con ạ. Trả lời, cả ba câu hỏi của bạn đều là thứ hoang tưởng bịa đặt. Câu chuyện 1.000 lạng vàng. Ngay khi ra đời, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Về quân sự, 20 vạn quân Tưởng chiếm đóng ở miền Bắc. Ngày 9 tháng 9, quân Tưởng tới Hà Nội. Ngay sau tuyên bố độc lập của ta, đúng 7 ngày. 6 vạn quân Nhật được quân Anh sử dụng, quân Pháp tấn công trở lại. Về kinh tế, tài nguyên quốc gia cạn kiệt, ngân hàng Đông Dương nằm trong tay tư bản nước ngoài. Trung Quốc dùng đồng tiền Quan Kim và quốc tệ để đổi lấy tiền Việt, làm lũng đoạn thị trường Việt Nam, mùa màng thất bát, nạn đói tràn lan. Về chính trị, các lực lượng chính trị được quân Tưởng hậu thuẫn như Việt Quốc, Việt Cách, được tham gia chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không qua bầu cử, phát hành các báo thiết thực đồng tâm, giải truyền đơn, chuẩn bị các bước nhằm đảo chính, lật đổ chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quân Tưởng chiếm đóng Hà Nội và hầu hết các thành phố thị xã từ biên giới Việt Trung đến vĩ tuyến 16, hà hiếp nhân dân, cướp bóc khắp nơi, đổi tiền với tỷ giá vô lý. Việt Quốc, Việt Cách và Phục Quốc chia nhau kiểm soát các địa phương phía Bắc Hà Nội, đã xảy ra xung đột vũ trang với Việt Minh. Ngày 14 tháng 9 năm 1945, tướng Lư Hán gặp Hồ Chí Minh, đòi phải báo cáo quân số thực tế và tổ chức quân đội Việt Nam, đòi mỗi bộ của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải có một người liên lạc viên của Trung Quốc, thậm chí đòi Việt Nam phải lùi giờ lại một tiếng theo giờ Trung Quốc. Để tránh phải một lúc đối đầu với nhiều kẻ thù, Việt Minh thực hiện chính sách nhân nhượng, chấp nhận cho quân Tưởng dùng đồng Quan Kim cấp lương thực cho họ. Chính quyền thực hiện chính sách nhẫn nhịn, tránh xung đột với quân Tưởng và Việt Quốc Việt Cách. Ngày 6 tháng 3 năm 1946, tại Hà Nội, Hiệp định Sơ bộ Pháp-Việt được ký kết, trong đó có các điều khoản quan trọng. Việt Nam đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc Việt Nam thay chân quân Tưởng sẽ rút sau 5 năm, mỗi năm rút 3.000 quân. Hai bên đình chỉ ngay xung đột để mở rộng đàm phán chính thức. Với nước cờ này, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tránh được nhiều khó khăn. Quân Tưởng rút về nước, quân Pháp tạm thời hòa hoãn. Ngày 15 tháng 6 năm 1946, quân Tưởng hoàn toàn rút khỏi Việt Nam. Các tư liệu chỉ nói đến việc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đồng ý cho quân Tưởng dùng đồng Quan Kim và cấp lương thực cho họ. Chúng ta có thể suy luận rằng lúc này kho và ngân khố trống rỗng, chính phủ đã phát động tuần lễ vàng gây quỹ độc lập. Như vậy, lương thực chính là được dùng từ quỹ này. Việc nói rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh hối lộ hai tướng Tàu, có lẽ người nói đã căn cứ vào hồi ký Một cơn gió bụi của Trần Trọng Kim. Chương 6. Chính phủ Việt Nam và tình thế trong nước. Ông Kim viết: theo ý tôi hiểu thì mưu mô do bọn tướng Tàu muốn làm tiền, một mặt làm ra bộ có ý ép ông Hồ Chí Minh phải lui đi để ông Bảo Đại lập chính phủ, một mặt xui bọn Quốc dân đảng không chịu nhượng bộ để Việt Minh muốn im chuyện thì phải bỏ tiền ra. Đến khi bọn tướng Tàu được tiền đút lót mới đứng ra dàn xếp cho xuôi chuyện. Đó là một việc rất bí ẩn, khó lòng biết đích xác được, chẳng qua chỉ là sự xét đoán theo tình trạng hiện ra bên ngoài mà thôi. Với một căn cứ mơ hồ như vậy mà khẳng định Hồ Chủ tịch hối lộ hai tướng Tàu thì quả là khó lòng chấp nhận được. Cái ông Trần Trọng Kim, ngoài việc làm thủ tướng cho cái chính phủ do Nhật đẻ ra, vô dụng trong thực tế, còn để lại cả một cơn gió bụi ô nhiễm cả lịch sử. Câu chuyện bản tuyên ngôn độc lập. Trong hồi ký, ông Patti, trưởng nhóm con nai tình báo Mỹ có mặt tại Việt Nam giai đoạn này, kể lại được Hồ Chủ tịch mời đến và cho xem bản thảo. Không thấy có đoạn nào ông ấy nói
bày hay góp ý gì để gọi là cố vấn, các bạn hãy tìm xem tại video số 1349, mở đóng ngoặc 32, bản tuyên ngôn độc lập để nghe. Khi nói đạo văn thì được hiểu rằng ai đó chép văn của người khác và nói là của mình. Trong bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, những đoạn trích dẫn đều được chỉ rõ tác giả, sao lại gọi là đạo văn. Cô cũng xin đính chính, Patty là tình báo Mỹ, không phải là tướng Pháp. Nếu nói Fidel buôn ma túy thì có lẽ đó là truyền thông phương Tây, mà truyền thông phương Tây với cách bốc thuốc độc theo tỷ lệ rất nguy hiểm 73, bạn nên tránh xa.